tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. We are very, very pleased to see beautiful, very tasty Oregon homegrown products here in the store. Lần đầu tiên, chúng tôi thay mặt các cán bộ lãnh đạo nhân viên hệ thống của Leo Food chào mừng vào thống đốc Tuyên Rao, các quý vị khách quý ghé thăm của Leo Food. We are very proud of the beauty and bounty of Oregon, and one of the most exciting things about Oregon is the amazing produce that we provide, not only for Oregonians, but for the world. It's healthy, it tastes good, and it's good for you. Because the people of Vietnam appreciate quality and produce that is grown sustainably, and that's good for the environment. This is my second visit to Vietnam. I love being here. The people are absolutely wonderful. We love the food and we love the beauty of Vietnam. We were able to travel to Ha Long Bay yesterday and it is stunning. So thank you. Tại Leo Food, khoảng 50% trái cây nhập khẩu hàng năm của chúng tôi có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Điều này đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền chặt của chúng tôi với các nhà vườn cao cấp chỉ chuyên sản xuất những nông sản thượng lưu và phân phối có chọn lọc trên thị trường. Năm nay, lần đầu tiên hai sản phẩm táo độc đáo là táo hoa hồng Hidden Row và táo xanh ngọt Green Dragon từ tiểu bang Oregon được nhập khẩu về Việt Nam. Đây là giống táo được trồng với sản lượng cực kỳ ít và được ví như một loại đặc sản của vùng này. Chuyến ghé thăm của bà thống đốc tiểu bang Oregon là dấu mốc quan trọng với Claire Food, đánh dấu lần đầu tiên thống đốc một tiểu bang từ Hoa Kỳ đến thăm hệ thống nhập khẩu trái cây tươi và khẳng định sự mạnh mẽ hợp tác, trao đổi kinh tế giữa người trồng nông sản chất lượng cao và thị trường tiềm năng. Vì bình thường thì mình thấy là táo xanh thường là nó sẽ chua đúng không? Với các cái sản phẩm táo xanh bình thường, nhưng mà cái táo xanh này thì nó lại rất là ngọt và nó là đem đến cho mình một cái, đem đến cho tôi một cái sự rất là bất ngờ. Và cái tên của nó thì tôi thấy là cũng rất là hay, các bạn đặt tên giỏi thật đấy. Thì cái Dragon này, nếu như mà cái dòng táo này mà đến Tết này mà có thì tôi sẽ chọn để mua để bày lên cái mâm ngũ quả của nhà chúng tôi. Thế thì lý do vì sao mà mình đến Claire Food và mình đã mua của Claire Food là phải chục năm nay rồi, là bởi vì làm sao, vì Claire Food là có, là hoa quả có nguồn gốc đấy, và thực sự là ăn nó khác biệt bạn ạ. Thế cho nên là nếu như mà những cái hoa quả trôi nổi rẻ bên ngoài thì mình không bao giờ chọn mua, cho dù nó có rẻ, cho dù nó có thậm chí được mời chào là ngon hơn hay gì có, thì mình không bao giờ chọn mua cả.